Mình Sư Thái Việt Nam xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Thì hôm nay là mình có trồng một số cây 30 hạt kim tự tháp nè các bạn. Thì vừa rồi nó được một tháng, mình cũng đã từ lúc mình trồng nó cho đến lúc được một tháng mình cũng quay cho các bạn xem nữa. Giờ hôm nay nó được hơn 2 tháng một chút nè các bạn. Thì hôm nay mình rảnh mình mới đánh ra chậu. Thì cái này lúc trước là mình trồng bằng sơ dừa với lại cho chấu nha các bạn. Lúc mình ươm á, thì mình ươm bằng sơ dừa cho chấu đó. Về sau cái lúc mà nó phát triển rồi á, cái mình cho thêm chất trồng vô nè đó, các bạn thấy cho thêm chất trồng vô để cho nó cứng cây á. Chứ còn lúc trồng thì nó chỉ có ở trên mặt không à, lúc bắt đầu ươm nó trên mặt nó có một tí lớp đất à, cho nên nó yếu cây lắm. Nó phát triển được 10 ngày bắt đầu mình cho thêm phân. Rồi cái mình mới cho thêm, mới tưới tonic cho nó nha các bạn. Mình tưới đâu, tuần mình tưới lần hai, mình tưới hai lần như vậy. Xong đến lần thứ ba là bắt đầu là mình xịt cái phân bón lá cho nó. Đó, mình chăm cho nó bằng cái đầu trâu 501 nha các bạn. Đó, cái phân bón lá. Thử ra cứ cũng thỉnh thoảng mình cho nó ăn phân nữa. Thì nó được khoảng một tuần đổ đi rồi bắt đầu là cho tonic được rồi. Đó, rồi sau là mình cứ cho ăn phân, nay là cây nó được 2 tháng rồi các bạn. Thì có cây nó ốm, có cây nó mập. Đây, vừa rồi có một cái cây nó bị nó nhỏ xíu rồi các bạn. Mình vừa đánh nó ra. Cây này là không biết làm sao mà hạt nó không biết nó nhỏ lắm. Nó nằm ở đây. 30 hạt vừa rồi là có một hạt này là nó bị yếu nè, chút xíu mà mình đánh nó ra nè. Bây giờ bắt đầu là mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn mình đánh nó ra chậu nha các bạn nhé. Thì các bạn trồng á, thì bây giờ bắt đầu là mình chuyển qua mình thay chất trồng cho nó bằng sơ dừa với lại cát nè các bạn. Thì cát á, mua về cái mình cũng xịt nước vô, mình rửa cho nó ra bớt cái chất dơ đi. Còn sơ dừa thì các bạn cũng xịt nước vô trong cái bao á, để cho nó trôi cái nước chất chát đi nha các bạn. Nó có cái chất đó nó không tốt cho cây. Đây thì bây giờ bắt đầu là mình, các bạn trồng cái vỉ này á, thì các bạn đánh nó ra nè. Đó, đánh nó ra cả bầu đất luôn nha các bạn. Chất trồng thì các bạn cho nó sâu sâu xuống chút đi, để các bạn nhổ nguyên cái bầu lên, các bạn ấn để nó xuống là nó đó là vậy luôn. Vậy là được rồi nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ đánh nó ra như vậy, nó không có bị mình trồng vô cái này nè các bạn, mình đánh nó lên như vậy nó không có bị bể bầu đất nha các bạn. Đó, nó không bị bộ đất cho nên là cây nó vẫn phát triển bình thường. Đó, các bạn chỉ cần đẩy ở dưới nó lên rồi đặt nó qua bên này là cái là xong. Các bạn có ươm cây á, các bạn ươm ra cái vỉ này nè, lúc mà cây nó các bạn muốn sang chậu á, thì các bạn sang như vậy thì nó đỡ bị mất sức nha các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn mà đã trồng nó vô nguyên một cái chậu lớn luôn á, lúc các bạn đánh nó lên nó bậy lên thì nó sẽ bị bể bầu đất đó, lúc đó cây nó phát triển lại sẽ bị chậm nha các bạn, nó từ từ nó phát triển lại. Còn các bạn trồng vô cái này nè, nó ươm vô cái này thì nó sẽ, lúc các bạn đánh ra thì nó không có bị ảnh hưởng gì nha các bạn. Đó, các bạn đẩy nó lên, đặt nó qua đây là nó y như vẫn bình thường, không có gì, cây nó vẫn phát triển bình thường nha các bạn. Còn mà đánh nó lên mà nó bị bể bầu đất thì nó lấy lại sức của nó để nó phát triển tiếp thì hơi bị gián đoạn lại.
này thì ít, mình đánh ra cái này mình ươm ra cái này cho nó rộng rãi nè các bạn. Còn nếu mà các bạn nhiều hạt á, các bạn ươm ra cái này. Đó, cái này là miếng mút nè. Mua cái này nó tới gần 100 lỗ, nên có cái cả hơn 100 lỗ cũng có nha các bạn. Thì mua cái này khoảng 20 hay 2 30 gì á, cái về các bạn ươm. Còn vừa rồi tại vì mình mua có 30 hạt cho nên mình ươm ra cái này cho nó lớn chút. Các bạn thấy không, ấn là cái nào nó lên nè, nhấc cả bầu đất nó qua nè. Thì các bạn nhắm nhắm nè, cho nó phết cho cái này cho nó sâu sâu xuống. Đó, các bạn đặt vô cái là nó ngay rồi. Các bạn thấy là dễ nó ra đã không? Đây kim tự tháp nhé. Cái này thì hạt mình mua 12.000 một hạt đó các bạn. Nếu các bạn muốn ươm hạt kim tự tháp á, thì các bạn mua ở shop người ta có bán á. Cái này là hồi đó mình mua của Trần Son này. Trần Son nó cũng bán là 12.000 một hạt, với lại có cả hạt sứ Suvalen nữa. Suvalen nó bán đâu là như có 1.000 một hạt rồi các bạn. Cái này thì hạt kim tự tháp thì nó có giá trị, nó mắc nha các bạn. Này có cây lớn cây nhỏ các bạn, nên giờ hạt nó ra sớm đó, hạt khỏe thì nó ra cây lớn, còn cái hạt mà yếu yếu mà nhỏ thì nó lại ra, nó không có đồng đều đâu, nó ra nhỏ nó không có đồng đều cây nha các bạn. Nó cứ nhặt cái một là nó ra cả bầu đất luôn, đặt vô đây mà xong. Xong nữa các bạn. Thì cái này lúc mà các bạn tưới nó xong rồi đất có thể nó rẽ xuống á, thì các bạn cho thêm phân vô nhé. Cho thêm tí phân vô rồi vậy là xong rồi các bạn. Nó các bạn thấy đơn giản không? Nếu mà mình có cái khay ướp, khay ươm hạt á, thì mình ươm như vậy, lúc mà mình được 2 tháng mình sang chậu nó ra thì nó vẫn khỏe cây nha các bạn nhé. Mình chia sẻ cách mình ươm hạt. Rồi bây giờ bắt đầu là mình sẽ tưới Atonix cho nó. Rồi tuần sau bắt đầu mình lại vô xịt phân bón lá. Rồi cứ một tuần các bạn xịt lần. Rồi có thể là lúc mà các bạn bón cái phân hữu cơ cho nó cũng được nha các bạn nhé. Thì cây nó sẽ phát triển tốt.
Lần này mình cũng thử trồng qua cái chất trồng bằng sơ dừa với lại cát để coi xem sao. Tại lần trước mình trồng nó bị nấm á, mà lần này mình cũng sẽ phải xịt ngừa phòng nấm cho nó, phòng bệnh cho nó luôn. Chứ để lúc nó bệnh xuống cây nó bị hư á các bạn, tiếc lắm nha các bạn nhé. Bây giờ mình xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và thành công nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha các bạn nhé. Rồi mình xin chào.